Xin chào quý vị, Việt Hà đang có mặt tại văn phòng của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế. Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 7, tại đây đã diễn ra cuộc hội thảo về Biển Đông. Đây là hội thảo Biển Đông lần thứ tư do Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế tổ chức. Lần này hội thảo tập trung về chủ đề những diễn tiến gần đây tại Biển Đông và chính sách của Hoa Kỳ. Ngày đầu tiên của hội thảo lần thứ tư về Biển Đông tập trung chủ yếu vào những diễn tiến gần đây tại Biển Đông, các vấn đề pháp lý có liên quan và sự can dự của Hoa Kỳ vào khu vực này. Nhìn chung, các học giả khi nhận định về tình hình Biển Đông đều cho rằng tình hình Biển Đông trong thời gian qua đã có diễn tiến căng thẳng, chủ yếu với các hành động khiêu khích đơn phương từ Trung Quốc. Trong bài phát biểu mở đầu của hội thảo, dân biểu Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, nói: Cái mà họ đang làm là nhằm thay đổi thực trạng trong khu vực, từ bãi này sang bãi khác, từ đảo này sang đảo khác. Họ đang cố gắng làm thay đổi động lực trong quan hệ giữa các nước trong khu vực. Trong vài tháng qua, họ đã dịch chuyển một giàn khoan dầu cỡ như sân bóng về gần quần đảo Hoàng Sa trong vùng nước của Việt Nam. Đảo nhân tạo được họ xây dựng ở Trường Sa. Dân biểu Mike Rogers nhận định Trung Quốc đã xây dựng lực lượng quân đội, phát triển hải quân nước sâu trong suốt 20 năm qua để thực hiện những gì mà họ đang làm tại Biển Đông. Ông gọi đây là những hành động gây hấn và trơ tráo. Theo dân biểu Mike Rogers, Trung Quốc đang thực hiện một chiến thuật dần dần từng bước mà ông gọi là một vết sâu với nhiều nhát cắt và đã đến mức hết sức nguy hiểm. Những phản ứng lại từ phía Việt Nam, Philippines, thậm chí cả Nhật Bản tại Biển Hoa Đông đối với các hành động lấn lướt của Trung Quốc được vị dân biểu xác định là chưa đủ. Ông cũng nêu ra những quan ngại rằng những căng thẳng trong khu vực có thể sẽ dẫn đến những tính toán sai lầm và dẫn đến xung đột. Vì vậy, ông kêu gọi Mỹ cần phải mở rộng hợp tác hơn nữa với các đồng minh của mình trong khu vực để kiềm chế Trung Quốc thay vì đối đầu trực tiếp với Trung Quốc, ông nói. And again, nobody looks for confrontation. Nobody looks for conflict, certainly. Không ai muốn đối đầu, không ai tìm kiếm xung đột. Nhưng chúng ta phải có hành động ngăn chặn với cái mà Trung Quốc cho là thế giới không quan tâm, đó là hành động của họ đối với các nước láng giềng ở Biển Đông. Chúng ta cần trực tiếp hơn, mạnh mẽ hơn. Chúng ta cần làm tăng sức mạnh cho các bạn bè và đồng minh của chúng ta trong khu vực. Vì nếu chúng ta không làm như vậy, thì rồi chúng ta sẽ thấy có tình trạng tàu đâm vào nhau và dẫn đến xung đột rất đáng tiếc. Đến từ Việt Nam, tiến sĩ Trần Trường Thủy cáo buộc Trung Quốc gia tăng các đòi hỏi chủ quyền bằng cách làm phức tạp thêm vấn đề tại Biển Đông bằng nhiều hình thức. China is deepening claims by scopes of its claims and also by sophisticated measures on the field, on the diplomacy and also in domestic affairs. Tiến sĩ Trần Trường Thủy cáo buộc Trung Quốc đã làm thay đổi hiện trạng tại Trường Sa bằng việc cho xây dựng đường băng ở đảo Gạc Ma để tiến đến những bước xa hơn trong tương lai nhằm kiểm soát khu vực Biển Đông. Trong lĩnh vực ngoại giao, Trung Quốc đưa ra những hình thức hợp tác với các nước ASEAN nhằm thay thế cho một bộ quy tắc về ứng xử của các bên trên Biển Đông. Tiến sĩ Trần Trường Thủy cũng nói đến chiến lược bắp cải và tầm ăn dầu của Trung Quốc trong việc lấn chiếm các đảo và đối phó với từng nước một, bắt đầu từ Philippines tới Việt Nam. Về chính sách nội địa, học giả Việt Nam cáo buộc Trung Quốc áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá vô lý trên Biển Đông, lệnh kiểm soát tàu nước ngoài của tỉnh Hải Nam hồi đầu năm nay và gần đây là việc in bản đồ với hình lưỡi bò 10 đoạn thay vì 9 đoạn như trước kia. Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất đánh dấu bước ngoặt leo thang trong các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông được tiến sĩ Trần Trường Thủy nói đến chính là việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 ra vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp giữa hai nước. Theo ông, đây là lần đầu tiên Trung Quốc thực hiện việc khoan thăm dò tại vùng tranh chấp, vì trước kia Trung Quốc chỉ ngăn cản các nước khác không được thực hiện việc đấu thầu khoan thăm dò mà thôi. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc điều hơn 100 tàu các loại, bao gồm cả tàu chiến ra bảo vệ hoạt động của giàn khoan, cũng được coi là một bước ngoặt mới trong hành động của Trung Quốc thời gian qua. Học giả Việt Nam cho rằng Trung Quốc đã chuyển từ gây hấn do phản ứng lại sang gây hấn chủ động. Ngay từ buổi sáng đầu tiên của hội thảo, các học giả đã đề cập đến vai trò quan trọng của Hoa Kỳ trong tranh chấp Biển Đông. Tiến sĩ Patrick Cronin, Giám đốc chương trình An ninh châu Á-Thái Bình Dương thuộc Trung tâm An ninh Mỹ mới, đưa ra 4 đề xuất nhằm góp phần làm thay đổi thái độ gây hấn của Trung Quốc trong khu vực. We have to keep engaging China, right? I mean, so the administration is right not to back off. This is persistent. This is going to continue. China is not going to be contained. Theo tiến sĩ Patrick Cronin, Hoa Kỳ cần phải duy trì sự hiện diện của mình trong khu vực qua các hoạt động tập trận chung hay cho phép tàu chiến Mỹ ghé thăm các cảng trong khu vực.
giúp đỡ xây dựng năng lực tự bảo vệ cho các nước trong khu vực, nhất là lực lượng tuần duyên, hỗ trợ các hợp tác của khối ASEAN, chia sẻ thông tin tình báo. Tiến sĩ Patrick Cronin cũng đề nghị Mỹ nên xem xét việc bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Theo ông, đây là một động thái mang tính hình thức để cảnh báo Trung Quốc. Tiến sĩ Alan Tupon thuộc Viện Chính sách Quốc tế Lowy Australia cho rằng sự can thiệp của Hoa Kỳ vào khu vực nên tập trung vào việc giúp đỡ các nước và các đồng minh của mình trong khu vực gia tăng khả năng phòng vệ, thay vì đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Ông gọi đây là dẫn dắt từ phía sau. Buổi chiều của cuộc họp báo tập trung vào khía cạnh pháp lý của tranh chấp Biển Đông. Tiến sĩ luật Bing Bing Jia thuộc Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh lập luận rằng việc đưa các vấn đề tranh chấp ra các tòa án quốc tế là không cần thiết và tạo ra quá nhiều khó khăn, trong khi các nước trong khu vực đã có các cam kết khác. Ý ông muốn nói đến bản tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông được ký vào năm 2002. Ông nhấn mạnh biện pháp pháp lý không phải là biện pháp tốt nhất. The three countries concerned have agreed time and again to deal with it. Nước có liên quan đã đồng ý với nhau nhiều lần là sẽ giải quyết vấn đề qua đàm phán, tư vấn, đối thoại. Đã có nhiều bằng chứng cho điều này. Một khi các bạn đã xác định cách thức để giải quyết vấn đề như thế nào, thì chỉ có cách đó. Bất cứ cách nào khác, bao gồm cả việc tìm đến luật pháp, dù không cấm, nhưng không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề phức tạp như Biển Đông. Luật không bao giờ là tốt nhất. Ngày 11 tháng 7, hội thảo về Biển Đông sẽ tiếp tục với những thảo luận liên quan đến chính sách của Mỹ tại Biển Đông.